là phòng vệ sinh này. Đúng rồi. Bên kia phòng tắm à? Đó. Bên kia phòng tắm à? Bên này phòng tắm à? Này mình làm mét vuông nhiêu? Đó. Mét vuông nhiêu? Mét vuông là đây hả? Ừ. Nhà này chợ 1 triệu. Ừ. Cầu đã xuống điện được luôn. Xong gọi là giao chìa khóa luôn hả? Dạ đúng rồi. Bọn em nói chung con xuống điện được. Ừ. Được đã. Ừ. Nhà làm phim mà.